Ngày 11 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự PC45 Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm Trần Văn Hiếu, 59 tuổi, ở xã Tân Thủy, huyện Ba Tri để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 13 tháng 3, một phụ nữ láng giềng đến cửa trước nhà ông Hiếu gọi cửa. Nhìn vào bên trong, người này thấy ông Hiếu mở cửa sau cho một bé gái 12 tuổi ở cùng địa phương chạy từ trong nhà ra ngoài. Nghi ngờ ông Hiếu có hành vi xấu đối với bé, nên người phụ nữ báo cho gia đình nạn nhân biết. Sau đó, gia đình trình báo vụ việc với cơ quan công an. Làm việc tại cơ quan công an, bé gái cho biết, trước đó ông Hiếu đã nhiều lần có hành vi giao cấu với em. Cơ quan chức năng tiến hành đưa bé đi kiểm tra sức khỏe và tiến hành thu các mẫu xét nghiệm. Kết quả giám định gen trong mẫu dịch âm đạo của bé xác định có kiểu gen của ông Hiếu. Qua đấu tranh, bước đầu ông Hiếu thừa nhận hành vi giao cấu với nạn nhân, nhưng sau đó lại phủ nhận. Trên cơ sở chứng cứ đã thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ.